Sạn Sherwood Residence cần tuyển gấp tài xế giấu D, lái xe 16 chỗ. Mô tả công việc, chạy xe bus 16 chỗ theo lịch trình hàng ngày của bộ phận, nội ô thành phố, đưa đón sân bay, đưa đón trường học quận 2, quận 7, quận 3. Bảo quản xe luôn trong tình trạng sạch sẽ và sẵn sàng sử dụng. Kiểm tra xe định kỳ, các nhiệm vụ khác được phân công bởi trưởng bộ phận. Yêu cầu công việc, nam độ tuổi từ 25 đến 45, rành đường trung tâm thành phố, có bằng lái xe giấu D, có kinh nghiệm chạy xe trên 2 năm. Không yêu cầu trình độ, nhanh nhẹn, siêng năng, khỏe mạnh, không bị cận, ngoại hình khá. Ưu tiên ứng viên có thể giao tiếp tiếng Anh cơ bản. Quyền lợi được hưởng, mức lương từ 5 đến 7 triệu mỗi tháng. Các chế độ bảo hiểm đầy đủ theo luật lao động hiện hành. Nghỉ phép, chế độ lễ Tết theo quy định của pháp luật. Lương, phí phục vụ, bao cơm, tiệc nhân viên hàng tháng, mừng sinh nhật nhân viên, thưởng nhân viên xuất sắc hàng tháng, thưởng Tết. Và được thường xuyên đào tạo nghiệp vụ chuyên môn để thực hiện tốt công việc. Có phần nghỉ ngơi tại công ty giữa các chuyến. Công việc nhàn, ổn định, không đi công tác tỉnh, phù hợp với người muốn gắn bó lâu dài. Yêu cầu hồ sơ bao gồm đơn xin việc, sơ yếu lý lịch, hộ khẩu, chứng minh nhân dân và giấy khám sức khỏe. Các bằng cấp khác có liên quan, một hình 3-4, có bằng lái xe dấu D. Tất cả hồ sơ photo không cần công chứng. Thông tin chi tiết về công việc vui lòng liên hệ. Khách sạn Sherwood Residence, địa chỉ 127 Baxter, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Email liên hệ linh.trưởng@sherwoodresident.com. Số điện thoại liên hệ 028 3823 2288, gặp chị Linh, phòng nhân sự. Ngày hết hạn nộp hồ sơ ngày 28 tháng 4 năm 2018.